Vâng, chào tất cả các bác nhé. Thì em mới về được một con CDZ VRDS 7 nha, mạch vàng. Dòng này thì nó có hai dòng, dòng mạch đen và mạch vàng. Đây là mạch vàng gold nha, nó vàng ươm rất là đẹp. Dòng này cực kỳ sang. Hãng test thì thiên về chất lượng và hình thức nha các bác. Cực kỳ sang trọng nha, bộ cơ VRDS nổi tiếng của hãng. Máy đẹp xuất sắc nha. Con này em đang giao các bác là 10 triệu bao gồm phí ship nha, khiển riêng theo máy nha. Đấy. Series là 30774, model là cách 7, mạch in da băng 100V, cộng quang, cộng cố xe, đây là đường tín hiệu đầu ra, xuống âm ly. Đấy. Máy là hoạt động hoàn hảo nha các bác. Đấy. Mạch nó mạch vàng, các bác thích trưng bày thì chọn con cách 7 vàng này nha. Tiếng của nó là rất là chi tiết và hay, phù hợp với các bác thích nghi CD. Nghe nhạc qua CD hoặc là một dòng nghe nhạc đẳng cấp chuẩn chỉ. Các bác sưu tầm những cái đĩa mà hay về các bác có thể trải nghiệm. Giá là 10 triệu bao ship nha các bác. Cơ radio rất là mạnh mẽ nha. Bấm play luôn. Đấy. Nó vẫn sử dụng mắt từ nha, tốc đẹp rất là nhanh như Sony vậy đó. Tốc đẹp rất nhanh nha. Các bác nào lấy con test 7 Gold này thì alo cho em nha. Về ghép với những con âm ly mạch vàng này hoặc là những âm ly Sansui, Aquafire vân vân. Lukman hầu hết được ghi tốt tất cả dòng âm ly bởi vì nó thiết kế một cái size rất là đẹp, gọn gàng, phù hợp hầu hết các dòng âm ly trên thị trường bây giờ. Nếu các bác chơi âm ly đèn thì để âm ly đèn trên này nha. Đấy. Còn nó phía dưới để một âm ly đèn phía trên, cực kỳ là sang luôn. Giá là 10 triệu bao ship, bác nào cọc tiền thì cọc khoảng 10% trở lên, 1-2 triệu gì đấy. Còn chiến khoản đủ thì em vẫn bớt 200 ngàn như thường lệ là còn 9.8 triệu. Đấy, các bác đã sở hữu một con test 7 Gold rất đẹp và khiển riêng cho máy. Tất cả hoàn hảo, bao riêng tuyệt đối nha. Máy bãi về chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất.